Và tự ơn vậy thì chúng ta thấy sư Minh Tuệ lại đổi cái màu y, và với một cái tướng hảo của ngài, cái phước tướng rất là tươi sáng quý vị, sau cái thời gian mà ẩn tu nơi suối ngổ của núi Sạn, thì Gia Lai là ngài trở về lại quê nhà nơi sanh nhau cắt rốn của mình á, nơi đó có mẹ có cha, có tình thân quyến thuộc, có anh em ruột rà, có tình làng nghĩa xóm đã chứa đầy những cái ân tình mà khi ngài đã phát tâm ngày tu học nó gắn liền trong cái cuộc đời của ngài. Cho nên hôm nay trở lại thì trong cái tướng hảo quang minh đó, tự nhiên ngài khoác lên vai một cái mảnh vải màu đỏ. Thì hồi trước đó, khi mà ngài mặc cái chiếc áo màu xanh và khoác lên cái vai tấm vải màu đen, thì con cũng đã nó có nói cái đề tài đó. Ở trong cái môi trường mà tu học Phật pháp quý vị, thì hình ảnh của sư Minh Tuệ thì cô bác anh chị em biết rồi, từ khi ngài xuất hiện để đem đến cho chúng ta những cái hạnh lành đáng kính đó, thì từ trong nước cũng như là ngoài nước ai cũng có một cái sự thiện cảm rất là đặc biệt. Cho nên đó là theo dõi từng cái bước chân của ngài, từ cái ngôn hành và từ cái cử chỉ, hay hoặc là trong mọi những cái quy nghi đi đứng, rồi ngồi chứ không có nằm nha quý vị, sư Minh Tuệ là không có nằm, Nào hết. ngài chỉ đặc biệt là ngồi thôi, thì tất cả mọi anh em đều quay lại những cái thước phim nó rất là cái giá trị. Cho nên hôm nay đó thì khi mà nói đến một cái sự kiện rất là quan trọng mà tự ơn vậy thì chúng ta thấy sư Minh Tuệ lại đổi cái màu y, và với một cái tướng hảo của ngài, cái phước tướng rất là tươi sáng quý vị, sau cái thời gian mà ẩn tu nơi suối ngổ của núi Sạn, thì Gia Lai là ngài trở về lại quê nhà nơi sanh nhau cắt rốn của mình á, nơi đó có mẹ có cha, có tình thân quyến thuộc, có anh em ruột rà, có tình làng nghĩa xóm đã chứa đầy những cái ân tình mà khi ngài đã phát tâm ngày tu học nó gắn liền trong cái cuộc đời của ngài. Cho nên hôm nay trở lại thì trong cái tướng hảo quang minh đó, tự nhiên ngài khoác lên vai một cái mảnh vải màu đỏ. Thì hồi trước đó, khi mà ngài mặc cái chiếc áo màu xanh và khoác lên cái vai tấm vải màu đen, thì con cũng đã nó có nói cái đề tài đó. Và cái lúc mà ngài cũng bộ hành cùng tăng đoàn, khi có mặt của sư Minh Tuệ qua ngày sau, ngài khoác lên mình cái chiếc áo màu trắng, thì nó cũng đã có một cái sự việc xảy ra mà nó cũng gây cái chấn động cho trên cõi mạng mà tất cả mọi người đều phải để ý. Thì từ đó nó có những cái sự kiện mà rất là đặc biệt, cho nên người ta mới có thể là xác lập những cái kỷ lục mà chưa từng có từ trước tới nay. Cho nên hôm nay đó là một cái tấm vải màu đỏ, nó nói lên điều gì? Cho nên con thì hồi trước giờ thú thiệt với cô bác là đã nghiên cứu về kinh văn giáo điển, cũng giống như là trong giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, để con rút ra cái kinh nghiệm con tu học thôi. Nhưng mà hôm nay thì xuất hiện cái sự kiện của sư Minh Tuệ làm cho con là phải học thêm nữa một cái môn mà nó ngoài cái lĩnh vực tôn giáo, mà con thấy đó là một cái kiến thức rất cần. Khi mà con được gặp cô bác anh chị em mình đó là con đền đáp lại những cái gì mà con đã thọ trong muôn một. Nhận đời manh áo chén cơm thì tặng đời bằng cả tâm hồn thanh cao. Thì tối ngày là phải cố gắng ngồi phải học hành kinh điển sách vở, nó có liên quan tới khoa học tự nhiên, địa lý, thậm chí tới lịch sử, và kể cả đó là những cái vật lý sâu xa trong cái tòa kinh cát của nhà Phật quý vị. Thì con mới thấy có một điều quý vị, khi nghiên cứu về cái luật phong thủy mà cái thuật ngũ hành đó quý vị, thì mình mới thấy được thì ra đây cũng là cái lý lẽ tự nhiên của trời đất. Một khi mà những cái mạng của con người nó cũng theo thực lũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, thì chính kim mộc thủy hỏa thổ nó cũng ứng lên những cái màu sắc rất là đặc biệt. Mà mỗi khi một cái người nào đó, một cái chính nhân, hay hoặc là một cái vị đạo sư, hay hoặc là một cái nhân nhân mà thành đạt hay gì đó, khi mà người ta khoác lên mình cái chiếc áo là người ta đã có một cái ẩn ý, cái ẩn ý đó muốn nói lên, được gửi cho tất cả mọi người một cái thông điệp tại sao hôm nay người ta lại mặc áo màu áo đó. Có người thì lại chỉnh chu, rất là nghiêm trang, có người thì người ta lại chạy theo một cái mode là xì tin, hay hoặc là mặc bộ đồ với một cái cá tính nào đó để cho nó phù hợp với lại cái cảnh quan và cái môi trường khi người ta thực hiện một cái chuyên đề.
Cho nên sư Minh Tuệ hôm nay đi khắc thực thì ở Gia Lai, Ngài trở lại quê hương với cái tấm lòng Ngài rất là rộng mở, nụ cười rất là hoan hỷ. Tướng hảo của Ngài rất là trắng trẻo, tươi sáng, mà làm cho mọi người khi mà người ta đến những cái ống kính camera hay hoặc là chụp lại để đăng status thì thấy ra tiền ơi, Ngài là một cái vị mà rất là cảm mến quý vị. Mà từ trước tới giờ đó mình cũng thấy nhiều vị chân tu đầu trần chân đất, nhất là ra mà mình tiếp xúc với ngoài cái môi trường mà nắng nôi như nhiệt độ cao ha, thì con người ta đâu phải trắng trẻo được như vậy, nó phải đen đúa, nó phải mặn mòi đó. Nhưng mà hôm nay thì Ngài lại rất là đẹp, cho nên nó con lại có một cái suy nghĩ, nếu mà con nói qua cái thuật ngũ hành hay hoặc là liên hệ đến những cái Phật lý sâu xa để nói lên được về cái hạnh lành của sư Minh Tuệ, thì ít nhiều con nghĩ rằng trong cái tư duy của con á, nó cũng có một cái ý mà khi cô bác anh chị em chưa có đồng góc độ hay hoặc là chưa có đồng cảm với con á, thì cô bác anh chị em sẽ thấy rằng con có những cái lời mà làm cho cô bác phải phiền lòng. Còn nếu mà cô bác anh chị em nào mà có thương con á, mà đứng vào góc độ mà nghiên cứu của con á, về tất cả những cái phương diện, cũng như là về cái sắc màu bên ngũ hành, rồi nào là về Phật lý rất là sâu xa, rồi về lịch sử Phật gia của tòa kinh các nhà Phật á, thì cô bác sẽ thấy có một cái sự thông cảm rất là đặc biệt. Cho nên trước khi con nói đề tài này đó ha, thì con mong rằng nhân vô thập toàn, quý cô bác anh chị em mình quan hỷ tha thứ. Và khi con nói đề tài này cũng giống như là một cái sự mà con cũng đã đem hết được cái sở học của con thông qua những cái ngày mà con phải nghiên cứu kinh sách đó quý vị, rồi thông qua những cái lúc mà con theo dõi những cái bước chân mà hành đạo của sư Minh Tuệ đó, thì con đúc kết lại trong cái tư duy của mình. Cho nên có gì sai á thì ơn trên xin nguyện cầu các ngài cũng quan hỷ bỏ lỗi. Vì những điều mà mật lý rất là sâu xa thì đối với một người bình thường thì mình không có thể nào mà tiết lộ được đâu. Và đặc biệt khi mà nói ra những cái điều này đó mà cô bác nghe được á, thì cô bác vui á, thì mình sẽ nhận được cái sự hoan hỷ. Còn nếu mà cô bác mà nghe mà nó phật ý, hay hoặc là con chưa có thấu lý đạt tình, hay hoặc là con còn sơ suất, hay là còn khiếm nhã trong những cái lời mà trần tình của mình á, thì cô bác anh chị em mình cũng trên tinh thần Phật đạo là hãy niệm tình ha. Và nếu mà có điều gì đó thì con cũng xin đem cái tình cảm, rồi đem cái chân tình của mình xin đón nhận hết tất cả những cái lời mà đóng góp rất chân tình của chư quý đồng đạo. Thì thưa quý vị, bữa hôm thì chúng ta cũng đã được tìm hiểu về cuộc đời của sư Minh Tuệ, thì thông qua ngày đã sinh được ngày rằm tháng 4 ha quý vị, rằm tháng 4 ngày âm lịch. Năm đó là năm 1982, tức là ngày tuổi Dậu. Thì khi mà người ta coi qua thuật ngũ hành thì Ngài là mạng mộc quý vị. Và đặc biệt đó, khi mà Ngài khoác lên cái chiếc áo đen xanh đó quý vị, thì mạng mộc mà người ta khoác lên chiếc áo đen xanh. Đen xanh thì đen á, là tượng trưng cho mạng thủy. Và xanh nước biển cũng tượng trưng cho mạng thủy. Nhưng mà màu xanh nước biển á, thì là chỉ cho cái cảnh quan nó tươi sáng, nó đẹp, nó quang đãng. Còn khi mà người ta đã vẽ lên với bức tranh mà mạng thủy mà cái dòng ánh màu mà nó đen đó, là cái mang cái sự quyền bí hay hoặc là cái sự bạo lực, hay hoặc là một cái sự nào đó mà làm cho con người ta có một cái suy nghĩ, nó đem đến những sự bất an. Còn cái màu xanh đó quý vị, nếu mà xanh lá thì nó là mạng mộc, còn màu xanh nước biển thì nó là mạng thủy. Cho nên ở ngày kết hợp giữa hai màu đó, giữa cái mạng và cái màu, thì nó lại là có một cái sự tương sinh rất là đặc biệt. Nó không phải là tương khắc mà nó tương sinh. Tại vì sao? Tại vì là kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh thổ, mộc sanh quả, quả sanh thổ, rồi thổ mới sanh kim. Đó là cái lý tương sinh trong nhà Phật. Cho nên Ngài khoác lên mình khi mà cái chiếc áo màu đen đó là mạng thủy, mà Ngài là cái mạng mộc là nuôi cây, thì nước sẽ nuôi cây, dung phân cho cây nó được tươi lớn hơn. Thì ngay lúc đó quý vị lại có một cái việc thiện mà đem đến cho tất cả mọi người cái tin vui là Ngài đã xuất hiện trở lại. Nhưng sau bên cạnh đó lại có một cái nỗi buồn, một nỗi lo. Cho nên con nói cái gì cũng vậy, trong cái cuộc sống này quý vị, không phải là nó vui hết, mà không phải là nó buồn hết, không phải là nó phải hết, mà không phải là trái hết. Cho nên chúng ta sống thì phải đứng ở cái chánh chi kiến của nhà Phật, là luôn lúc nào chúng ta cũng coi đúng sai, nó vẫn là cái duyên lành để trợ duyên cho chúng ta giác tiến trên con đường tu học.
Cho nên quý vị biết là mừng là mừng việc hay ho, mà lo là lo việc ốc sò trải qua. Đức Thầy đã nói câu đó. Thì mình thấy sư Minh Tuệ xuất hiện với cái tướng hảo rất là quang minh trong bộ áo xanh. Ngài đi thoăn thoắt trên đường trần giảng nẻo này thì đem lại cho cô bác anh chị em có một cái tinh hồng. Tinh hồng đó là những cái bậc chân tu thì luôn lúc nào đó cũng vượt qua những cái phong ba bão táp, những cái trở ngại đời thường để sống thực với chính mình. Nó sẽ được miên diễn trường tồn những cái gương lành sáng đẹp đó. Và trong đó thì cô bác anh chị em lại tỏ lòng là kính ái và tăng trưởng được cái niềm tin của mình để chúng ta cố gắng tiến tu. Nhưng bên cạnh đó thì quý vị đã thấy được một cái cơn bão gia ri. Rồi nào là cái cơn bão... ở bên Florida đó thì làm cho cô bác anh chị em chúng ta lại có cái suy nghĩ về một cái năm thìn. Cho nên qua đó thì mình mới thấy được mỗi khi mà Ngài lại đổi một cái màu đó là nó có một cái điều gì đó nó đặc biệt lắm. Thì lần này lại là mấy anh em phát hiện Ngài lại khoác lên mình cái chiếc áo màu đỏ. Vậy thì màu đỏ đối với cái mạng của Ngài và cái màu trong ngũ hành nó sẽ tương sinh tương khắc như thế nào, đó là cái điều mà con cùng cô bác anh chị em mình trao đổi nha. Con thì không có rành về cái thuật ngũ hành lắm, nhưng mà trong cái lĩnh vực nghiên cứu thì luôn lúc nào con cũng phải cố gắng làm sao con đi tìm rồi thu thập những cái điều rất là đặc biệt để mà làm một cái món quà tinh thần. Con có thể là khi gặp được cô bác, qua được những cái ánh nhìn mà cô bác được trực tiếp trao đổi với con như thế này nè, thì để chúng ta sẽ kết nối được cái thiện duyên đó trong cái tinh thần đạo Phật. Thì thưa quý vị, đối với lại sư Minh Tuệ, mạng mộc thì ai cũng biết rồi phải không quý vị? Mạng mộc là mạng cây. Nhưng mà khi mà cái tấm vải đỏ, cái màu đỏ thì cô bác biết đó là mạng quả quý vị. Mạng quả nó sẽ có cái màu đỏ và màu cam. Còn màu mạng mộc thì đó là màu xanh lá cây. Còn mạng thủy thì nó là màu đen và màu xanh nước biển. Còn mạng kim thì nó là màu trắng và màu xám. Còn mạng đất thì nó là màu vàng và màu nâu. Đó cho nên người ta có thể là phân tích so sánh cái bảng màu đó, để khi mà người ta trang trí trên một cái đề mô nào đó, hay hoặc là trên một cái tiểu cảnh, hay hoặc một cái tác phẩm nào đó, nó phải có tương khắc và tương sinh. Nhưng mà đặc biệt là tương sinh nhiều hơn để người ta phát triển được cái việc lành, cái sự tốt đẹp tươi sáng, cái tương lai nó quy hoàng sáng lạng. Còn nếu nó là tương khắc, nó sẽ làm trở ngại, hay hoặc là nó làm cho những cái điều trắc trở mà con người ta sẽ gây ra một cái cảm giác rất là bất an, hay hoặc là nói lên một cái điều gì đó nó mang cái tính bạo lực, hay hoặc mang cái tính thầm kín quyền bí. Cho nên bây giờ đó thì tự nhiên Ngài mạng mộc màu khác nên cái chiếc áo màu đỏ. Thì quý vị ơi, đây là một cái tin vui. Cái tin vui như thế nào quý vị? Là tại sao? Tại vì mộc á, mà khi gặp lửa thì cô bác anh chị em biết rồi phải không? Cho nên á là thủy á, thì được tương sinh là nó sanh gì quý vị? Kim sanh thủy, mà thủy thì sanh mộc. Thủy thì lấy nước để nuôi cây, rồi cây thì sẽ sanh thổ. Tức là cây mà khi mà tới cái ngày tàn hạ rồi đó, cây sẽ tan ra làm phân cho đất. Và đất thì lại trở gì? Là chứa trong đó những cái kim loại. Và cái kim loại đó gì? Nó sẽ khắc lại với lại cái thổ, nó sẽ khắc kim. Kim nó sẽ gì? Nó khắc lại với quả. Đó là một cái dòng tuần hoàn mà nó đi theo một cái chu kỳ vòng tròn vậy đó quý vị. Cho nên ở đây là có một cái sự tương sinh rất là đặc biệt nha. Tương sinh đó là từ cái mà mộc mà được gì? Được sanh thủy, thấy không quý vị? Thủy thì sinh mộc chứ, rồi mộc thì lại là sanh quả. Thì ở đây đó quý vị, mộc sanh quả nó là hình thức tương sinh. Cho nên từ cái tương sinh này nó sẽ đem lại cho cô bác anh chị em mình có một cái niềm vui. Niềm vui đó là sau khi mà 3 tháng Ngài tu tập thiền định kiên cố, cho nên bây giờ đó thì cái ân đức của Ngài đó lại giang xa hơn nữa qua cái công hạnh rất là đời thường chân phương mà nó mộc mạc. Nhưng mà nó đem lại một cái kết quả nó hình như là trên cả tuyệt vời đối với lại thế giới tâm linh của nhà Phật. Cho nên á, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên qua để siêu sinh vào cõi Niết Bàn. Cho nên thân tướng của Ngài chẳng khác là đóa sen giữa đời thường. Cho nên á, là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Sống giữa cuối đời có bao nhiêu là cái sự cám dỗ, có bao nhiêu là vật chất danh lợi tình đang quyến rũ Ngài, nhưng mà Ngài sống với cái tinh thần bất nhiễm. Và tối ngày thì chỉ sao? Tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tỉnh. Cho nên ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp. Như vậy cửa trường sanh của
của các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ, ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa, tìm nơi tịch tịnh. Ngài có cái vui riêng của mình, đó là vui gì quý vị? Thầy nói chỉ có một nơi thanh tịnh ấy, rước trần bất nhiễm mới là yên, mới là yên ổn lánh trần gian, chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn, diệu pháp chuyển thân vô sự thế, quyền thông quá kiếp chẳng lo toan, tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phang, phổ tế chúng sanh qua bể khổ, di đà miệng niệm lánh trần gian. Đó là điểm đến của ngài. Cho nên là quý vị biết á, cái người mà niệm Phật có cái công đức rồi đó quý vị, thì ông sư giải bán khoai ông ca ngợi như thế này nè: niệm Phật như thể trồng cây, dung phân tưới nước thì cây đâm chồi, ai mà niệm Phật thả trôi cũng như cây bén mà mình nhổ lên. Hay hoặc là Đức Thầy cho biết là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Cho nên khi mà linh hồn nhập liên hoa rồi đó, thì ngài sống với cuộc đời bất nhiễm là gần bùng mà chẳng hôi tanh bùi bùng. Hay nói đúng hơn, đó là yếu lý của bộ diệu pháp liên hoa mà Đức Thầy đã rút lên, nói bằng cái lời thường: ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc, cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao tria, gắn công trì niệm sớm khuya, thì thân tuy còn tục, nhưng mà tâm lìa cõi mê quý vị à. Cho nên chí toàn gieo giống bồ đề, hàng ngày ôm cái bình cơ, bình cái lõi nồi cơm điện. Nhưng mà không ngờ người ta cứ nghĩ ông là đi ăn xin, để ông qua độ vô nhật qua buổi thôi. À, mà người ta không nghĩ rằng đó chính là cái mà ngài đã đem cái thân giáo của mình để gieo sâu vào trong cái ruộng đời này. Những cái cành hoa đạo đức nó đang vươn mình xanh lá với cái ánh đăng mai, cái cơn mưa nhân duyên đó, để ngài được tạo nên một cái thế giới nó hoàn toàn có một cái sự an lạc, hòa bình, con người sống nhau trong cái tinh thần đạo đức thiện cảm.